Thưa quý vị, được tin ngài Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Tiểu vương Abu Dhabi từ trần, hôm nay ngày 14 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến ngài Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Hoàng thái tử Abu Dhabi. Kính thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại Washington DC, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ. Tổng thống Indonesia Widodo đã đồng chủ trì với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris các hoạt động này. Lãnh đạo các nước đã trao đổi về an ninh biển, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các nước lớn, những đối tác của ASEAN có thể đưa quan hệ đi vào ổn định, cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm, đồng thời tham gia đóng góp cho khu vực trên tinh thần minh bạch, xây dựng, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tham vấn đầy đủ với ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo Hoa Kỳ đã công bố nhiều đề xuất sáng kiến hợp tác với ASEAN. Hoa Kỳ sẽ đầu tư 40 triệu đô la Mỹ tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, dành 60 triệu đô la Mỹ tăng cường hợp tác biển, 150 triệu đô la Mỹ để triển khai sáng kiến tương lai y tế ASEAN Hoa Kỳ, hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng và 70 triệu đô la Mỹ cho các chương trình giáo dục, giao lưu nhân dân. Lãnh đạo ASEAN cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ chủ động ứng phó COVID-19, giúp nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh, cung ứng vaccine và gần đây thành lập văn phòng khu vực Đông Nam Á, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ tại Hà Nội. Về tình hình thế giới và khu vực, ASEAN và Hoa Kỳ khẳng định phối hợp chặt chẽ, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác, đối thoại và xây dựng lòng tin ở khu vực, nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Về tình hình Myanmar và Ukraine, các nước kêu gọi kiềm chế, giảm căng thẳng, bạo lực, bảo đảm an toàn cho người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm của ASEAN, đồng thời hoan nghênh nỗ lực của Chủ tịch ASEAN hỗ trợ Myanmar sớm ổn định tình hình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình bất đồng và tranh chấp. Tại phiên họp với Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các nước lớn, những đối tác của ASEAN có thể đưa quan hệ đi vào ổn định, cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm, đồng thời tham gia đóng góp cho khu vực trên tinh thần minh bạch, xây dựng, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tham vấn đầy đủ với ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh giải quyết hòa bình mọi tranh chấp khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước UNCLOS 1982. Thủ tướng hoan nghênh các đối tác ủng hộ ASEAN thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Tại phiên thảo luận về vấn đề an ninh biển và phòng chống COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh các sáng kiến của Hoa Kỳ về tăng cường hợp tác biển với khu vực. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tất cả các quốc gia, bao gồm các nước ASEAN và Hoa Kỳ, chia sẻ tầm quan trọng và lợi ích trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuyến giao thương hàng hải huyết mạch của thế giới. Thủ tướng cảm ơn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch, trong đó có cung ứng vaccine cho Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục giúp đỡ các nước ASEAN phòng chống dịch bệnh, nhất là chuyển giao công nghệ trong sản xuất vaccine và thuốc điều trị, nâng cao năng lực y tế và chất lượng nhân lực y tế, đồng thời hỗ trợ các nước ASEAN và Việt Nam quan tâm, chăm sóc, trợ giúp những nhóm yếu thế bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thủ tướng cũng mong Hoa Kỳ triển khai hiệu quả hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ, góp phần bảo đảm chất lượng phát triển, hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững tại khu vực. Phát biểu tại phiên họp về ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng bền vững giữa các lãnh đạo ASEAN với các bộ trưởng nội các do Phó Tổng thống Harris chủ trì, Thủ tướng mong Hoa Kỳ triển khai hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ, góp phần bảo đảm chất lượng phát triển, hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững. Thủ tướng đồng thời đề cao nỗ lực của các nước hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu thông qua chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, xây dựng hạ tầng chất lượng cao, hướng tới phát triển xanh và bền vững. Lãnh đạo các nước thông qua tuyên bố tầm nhìn chung phản ánh những kết quả đạt được trong 45 năm qua và đề ra định hướng tương lai. Trong đó, các nước cam kết thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ có ý nghĩa thực chất, hiệu quả và cùng có lợi tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10 vào tháng 11 năm 2022, trông đợi sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết.
Chiều ngày 13 tháng 5, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Washington DC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Pha Văn. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi chân tình và thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Thủ tướng Phan Kham Vị Pha Vanh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào anh em, chúc mừng những kết quả tích cực của Lào trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và mở cửa trở lại, đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cả trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Pha Vanh đánh giá cao những thành tựu quan trọng về đối nội, đối ngoại mà Việt Nam giành được thời gian qua, nhất là việc kiểm soát dịch bệnh, nhanh chóng mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả Việt Nam dành cho Lào trong suốt những năm qua. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về sự phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Từ đầu năm 2022 đến nay, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Phan Kham Vị Pha Vanh vào tháng 1 năm 2022, phối hợp triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao và các thỏa thuận đạt được tại kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ do hai thủ tướng đồng chủ trì đầu năm nay tại Hà Nội. Trong quý 1 năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 403,6 triệu đô la Mỹ, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2021. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, năng lượng tiếp tục được thúc đẩy. Trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần duy trì đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trước những thách thức hiện nay của khu vực và trên thế giới. Cũng trong thời gian ở Washington DC tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp ngắn bên lề hội nghị với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri Bin Yaakob và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha để thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương quan trọng với từng nước cũng như trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Murphy Oil đánh giá cao thị trường Việt Nam, đề xuất các biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến độ của dự án Lạc Đà Vàng. Thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm tại các lô thuộc quyền điều hành theo đúng cam kết với Chính phủ Việt Nam. Lãnh đạo Murphy Oil đánh giá cao thị trường Việt Nam, báo cáo về các hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là tiến độ phát triển dự án Lạc Đà Vàng và đề xuất các biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến độ của dự án. Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, thăm dò tại các lô thuộc quyền điều hành theo đúng cam kết với Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác, tham gia tích cực của Murphy Oil tại các hoạt động tìm kiếm thăm dò tại Việt Nam trong thời gian qua, cũng như hoan nghênh kế hoạch mở rộng các hoạt động tại Việt Nam của tập đoàn trong thời gian tới trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đề nghị hai bên đẩy nhanh tiến độ các công việc, Thủ tướng cho biết đã có các chỉ đạo và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với tổng hợp nhà thầu và các bộ ngành để xem xét và giải quyết các vướng mắc của dự án mỏ Lạc Đà Vàng. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Murphy Oil khẩn trương tiếp tục phối hợp với PVN, PVEP giải quyết các vấn đề liên quan, chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các đề xuất của tập đoàn, triển khai các công việc cần thiết để thúc đẩy tiến độ của dự án Lạc Đà Vàng. Đây là tập đoàn lớn của Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Hoa Kỳ và Canada và đang phát triển trữ lượng tại Australia, Brazil, Đông Nam Á. Trong năm 2020, sản lượng của tập đoàn đạt hơn 174.000 thùng dầu mỗi ngày. Năm 2021, doanh thu của công ty đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn đã đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ vào công tác tìm kiếm thăm dò tại Việt Nam và hiện đang điều hành các lô dầu khí tại Bể Cửu Long, Bể Phú Khánh. Tập đoàn cũng đang hợp tác với công ty thăm dò và khai thác dầu khí PVEP tích cực triển khai phát triển dự án Lạc Đà Vàng, Bể Cửu Long với tổng vốn đầu tư 700 triệu đô la Mỹ. Sáng nay tại trụ sở Quận ủy Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Lê Chân, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Cử tri quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đánh giá cao trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, nhưng tình hình kinh tế xã hội quý 1 của nước ta đã phục hồi và đạt nhiều kết quả khởi sắc toàn diện trên các lĩnh vực. Các vụ việc tiêu cực vi phạm pháp luật được kiên quyết xử lý, làm cho cử tri cả nước thêm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, là động lực cho người dân tham gia tích cực vào việc xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Trước ý kiến của cử tri mong muốn giải quyết tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là một nội dung trọng điểm trong giám sát của Quốc hội thời gian tới. Chúng ta không có tiền thì đã đành rồi, nhưng có tiền mà lại không tiêu được, khắc phục cái chuyện này.
Cái về đầu tư công này cũng là một trong nội dung trọng điểm của cái chuyên đề giám sát tối cao thực hành tiết kiệm chống lãng phí lần này. Và cái chuyên đề này sẽ được báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm. Hiện nay thì chúng tôi đang chỉ đạo là hướng dẫn và đề xuất là 63 hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 63 đoàn đại biểu Quốc hội cùng tham gia với Quốc hội, cái đoàn giám sát tối cao Quốc hội trong cái công tác này. Để nó hai cái mặt trận như các bác nói đấy. Một việc là phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Cái thứ hai là thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hai cái này chúng ta phải làm mạnh đấy. Bởi vì có những cái việc mà lãng phí nó còn trầm trọng, nghiêm trọng, không kém gì vấn đề tham nhũng, thậm chí rất lớn. Trả lời ý kiến của cử tri Phạm Tiến Du, phường Trần Nguyên Hãn, bày tỏ mong muốn Quốc hội đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, tạo sức sống lâu dài cho các văn bản pháp luật, không để tình trạng chậm nợ ban hành các văn bản pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, cho đến nay, nước ta đã có hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Để bảo đảm các văn bản hướng dẫn bám sát văn bản luật, tránh chồng chéo vướng mắc, không thống nhất giữa các nghị định thông tư, Quốc hội đã có chủ trương tăng cường giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn pháp luật. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là nhiệm kỳ đầu tiên Đảng đoàn Quốc hội trình Bộ Chính trị về đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và định hướng xây dựng pháp luật cho 5 năm thay vì hàng năm như trước đây. Đảng đoàn đã cụ thể hóa thành cái kế hoạch 81 thì có 137 cái nhiệm vụ xây dựng pháp luật trong cái nhiệm kỳ này. Và bây giờ như thế các cơ quan cứ thế mà phải chủ động nghiên cứu và khắc phục cái chuyện đó là cái mà chúng ta đang cần thì không có vì chưa chuẩn bị kịp, thì cái mà chuẩn bị trước rồi thì lại chưa cần, hoặc là khắc phục cái tình trạng là chưa đủ điều kiện thì nhưng mà vẫn cứ ép, hoặc là tình trạng là rút vào và rút ra, người ta phải chuẩn bị lượt mà kỹ ấy, thì nó sẽ tốt hơn thôi. Từ sớm từ xa kỹ lưỡng hơn thì tốt hơn thôi. Mà hệ thống pháp luật đây nó có cả hai, một là về hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật là tính thống nhất, tính đồng bộ, tính ổn định, minh bạch công khai, dễ tiếp cận vân vân. Nhưng cái nội dung của hệ thống pháp luật là anh phải đảm bảo làm sao đó mà kiến tạo được sự phát triển của đất nước. Nhưng mà kiến tạo đất nước phát triển đây nhưng mà phải nhanh và bền vững cơ. Và thứ hai nữa là phải tạo điều kiện cho hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh mục tiêu phải khắc phục tình trạng luật khung luật ống. Đó là việc luật được đưa ra nhưng lại quy định rất chung chung. Ở chiều ngược lại là thực trạng quy định quá chi tiết trong luật. Vì vậy, tùy mức độ của vấn đề có thể giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ để khi có tình huống thì thay đổi trong các nghị định, bảo đảm tính linh hoạt. Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến kỳ họp thứ 6 của Trung ương sẽ trình Bộ Chính trị và Trung ương xem xét ban hành nghị quyết về chiến lược tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội ở Việt Nam, trong đó có chiến lược xây dựng hệ thống pháp luật và chiến lược cải cách tư pháp. Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong kết luận của Bộ Chính trị về chương trình xây dựng pháp luật 5 năm có nội dung về việc thiết lập cơ chế phòng chống tham nhũng trong công tác xây dựng pháp luật để giải quyết tình trạng cài cắm lợi ích, tham nhũng chính sách. Hệ thống pháp luật trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để không thể, không muốn và không dám tham nhũng. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 14 tháng 5, các thành viên Ủy ban Xã hội đã cho ý kiến thẩm tra dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Phiên họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo. Ủy ban Xã hội của Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình gồm 6 chương, 62 điều. Trong đó sửa đổi, bổ sung nội dung 42 điều trong luật hiện hành, xây dựng mới hoàn toàn 17 điều, bỏ 3 điều so với luật hiện hành tăng 16 điều. Việc sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình hiện hành nhằm hoàn thiện thể chế về công tác phòng chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình về lĩnh vực này, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tình hình mới. Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Israel từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 5 năm 2022. Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác.
Nhân dịp lễ Phật đản lần thứ 2566 và sáng ngày hôm nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm chức sắc Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúc Hòa Thượng, các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức và Tổ đình Hưng Binh Tự đón đại lễ Phật đản an lạc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của chư tôn đức tăng ni, Phật tử cả nước trong thời gian qua đã thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là an sinh xã hội. Ông tin tưởng tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp xây dựng đất nước giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 142 ngày 13 tháng 5 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được triển khai trên địa bàn cả nước, nhưng tiến độ vẫn rất chậm so với yêu cầu. Bộ Y tế khẩn trương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến kế hoạch tiếp nhận viện trợ, mua và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, trong đó lưu ý nội dung các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm quốc tế, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có nội dung phát sinh khác với mục tiêu, tiến độ và nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp theo là thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 5 đến 16 giờ ngày 14 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 1.895 ca mắc COVID-19 mới. Trong ngày có thêm 5.563 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 2 ca tử vong được ghi nhận. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 10.695.036 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.349.592 ca. Hôm nay, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Hội Thầy Thuốc Trẻ Hà Nội phối hợp với công ty VinBrain thuộc tập đoàn Vingroup tổ chức hành trình Thầy Thuốc Trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 với chủ đề Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, chạm AI, chạm sức khỏe. Theo đó, thì người dân, thanh thiếu nhi thủ đô sẽ được miễn phí khám sức khỏe hậu COVID-19 trực tiếp và tư vấn trực tuyến miễn phí về sức khỏe từ nay đến hết năm 2022. Hội chứng hậu COVID-19 đang trở thành vấn đề được quan tâm cấp thiết. Để tiếp nối triển khai chương trình San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch của Trung ương Đoàn, hành trình hậu COVID-19 được tổ chức nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh lý giai đoạn hậu COVID-19, can thiệp chăm sóc và điều trị, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến các hoạt động chức năng và sức khỏe người dân. Người dân không giới hạn độ tuổi khi đến khám sẽ được miễn phí hoàn toàn, được thụ hưởng những dịch vụ y tế khám tổng quát tim mạch phổi. Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là đơn vị tiên phong, sáng tạo, xung kích đi đầu về hình ảnh bác sĩ ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động khám chữa bệnh, thay thế hồ sơ giấy, phim in bằng máy tính, điện thoại di động và công nghệ điện toán đám mây. Từ đó hành trình được lan rộng hơn nữa, với mục tiêu chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho hơn 1 triệu người dân toàn quốc từ nay đến hết năm 2022. Chúng tôi cũng nhận thấy là đây là một trong những cái nội dung rất phù hợp với cái tình hình thực tế hiện nay, và nó cũng phù hợp với cả người trẻ, và đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là AI vào trong khám chữa bệnh nói riêng và trong hoạt động nói chung sẽ là cái xu hướng của tương lai và của lâu dài. Và thanh niên hiện nay cũng như là cái xu hướng chung thì người dân có cái điều kiện để tiếp cận với những công nghệ này cũng ngày càng tốt hơn. Dù là người dân ở bất kể một cái vùng nào, họ chỉ cần kết nối qua điện thoại là có thể kết nối được, gặp được các bác sĩ một cách miễn phí. Đấy là cái mong muốn của chúng tôi, là không để cho bất kể một người dân nào bị thiếu các thông tin về y tế, và đây cũng chính là cái bước sàng lọc ban đầu để giúp cho họ có được những cái kiến thức cơ bản về hậu COVID. Thông qua hành trình chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, trạm AI, trạm sức khỏe bằng sự cộng hưởng giữa y tế và công nghệ, người dân Việt Nam được nhận sự tư vấn sức khỏe bình đẳng mọi nơi mọi lúc, xóa bỏ mọi khoảng cách, góp phần nâng cao việc chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Hải Phòng động thổ dự án tổ hợp trung tâm thương mại chợ sắt. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Thí sinh tự do thực hiện trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Trong các ngày đăng ký dự thi, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định. Việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh. Đến thời điểm 17 giờ ngày 13 tháng 5, tổng hợp số liệu thí sinh đăng ký dự thi có hơn 1 triệu em, trong đó số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là hơn 934.000, chiếm 93,32%. Số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là gần 67.000, chiếm 6,68%. Thưa quý vị, chiều nay, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo Ấn tượng Việt Nam: Cơ hội và thách thức hè 2022. Đến tham dự có ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng gần 150 khách mời là lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đại diện các sở du lịch của các tỉnh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tại hội thảo, các đại biểu đã nhìn nhận, phân tích thực trạng, nhận diện những cơ hội và thách thức của du lịch Việt Nam trong dịp hè 2022, đặt ra câu hỏi cần làm gì để xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và tin cậy. Lãnh đạo các tỉnh thành đã chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm soát dịch vụ du lịch tại các địa phương như giao thông, ăn uống, lưu trú, công tác chuẩn bị để đón khách trong mùa cao điểm hè, sản phẩm dịch vụ du lịch mới của các đơn vị để thu hút du khách. Cùng với đó, các doanh nghiệp phục vụ trong ngành du lịch cũng đưa ra những dự báo về lượng du khách trong dịp này từ góc nhìn của các đơn vị lữ hành, hàng không, điểm đến. Hy vọng hội thảo sẽ giúp các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch có thêm nhiều kinh nghiệm để phục vụ tốt, thu hút khách du lịch đến với địa phương và đơn vị mình trong dịp hè 2022. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2022 và chào mừng lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2022, và sáng ngày hôm nay, thành phố Hải Phòng đã triển khai dự án tổ hợp trung tâm thương mại vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê chợ sắt. Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê được thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ sắt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, có tổng số vốn hơn 6.000 tỷ đồng. Công trình có quy mô 2 tòa tháp gồm 40 tầng nổi và 2 tầng hầm, được xây dựng trên diện tích 15.000 m2, chiều cao công trình là 146m. Dự án chỉnh trang khu vực chợ sắt là một trong hai công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng trong năm 2022. Thưa quý vị, với hàng loạt nội dung sở trường diễn ra vào ngày hôm nay, 14 tháng 5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã gặt hái thêm rất nhiều tấm huy chương quý giá để tiếp tục duy trì vị trí số 1 hiện tại trên bảng tổng sắp. Ngày 14 tháng 5 có 25 môn thi đấu, trao huy chương ở 12 môn thi. Rowing tiếp tục là mỏ vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam khi liên tiếp mang về những tấm huy chương ở nhiều nội dung. Tính đến 17 giờ ngày hôm nay, Rowing đã có 8 huy chương vàng. Chung kết ủ xu thương thuật nữ, vận động viên Dương Thúy Vi có bài biểu diễn xuất sắc, giành 9,70 điểm, đoạt huy chương vàng. Đây là huy chương vàng thứ hai của Thúy Vi tại SEA Games 31. Môn điền kinh và môn bơi SEA Games 31 cũng chính thức khai màn vào ngày hôm nay. Đây là những môn thi đấu nhận được nhiều sự chờ đợi từ người hâm mộ ở mỗi sự kiện thể thao. Ở chung kết 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 14 giây 94, giành tấm huy chương vàng, mở hàng cho Điền Kinh Việt Nam chinh phục SEA Games 31. Tính đến 17 giờ ngày hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với 31 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 26 huy chương đồng. Thứ hai là Indonesia với 13 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Đoàn Thể thao Malaysia 13 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 15 huy chương đồng. Thưa quý vị, được xây dựng từ thế kỷ 11, đến nay Văn Miếu Quốc Tử Giám đã trở thành một điểm đến quen thuộc của công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Nằm ẩn mình bên trong di sản vật thể hàng nghìn năm tuổi ấy là những giá trị văn hóa truyền thống vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng không phải ai cũng biết, cũng hiểu
hoặc hiểu đúng về những nét đẹp văn hóa của di tích lịch sử này. Thậm chí có nhiều thứ đã bị rơi vào lãng quên. Chính vì thế, dự án mang tên Không gian Văn miếu Quốc Tử Giám đã được ra đời. Dự án được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để công chúng, đặc biệt là những người trẻ tìm hiểu về quá khứ một cách sinh động và hấp dẫn nhất. Nhiều năm trở lại đây, di tích Văn miếu Quốc Tử Giám đón hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, có thời điểm lượng khách đến với Văn miếu giảm gần như về không. Chính điều này đã buộc những người làm quản lý phải tiếp cận những cách làm mới để di tích vẫn đồng hành một cách an toàn cùng du khách trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Dự án Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám chính là sản phẩm của cách làm mới đó. Hơn thế, dự án còn mang trách nhiệm lớn lao trong việc kết nối người trẻ với lịch sử và văn hóa truyền thống. Cái trách nhiệm của chúng tôi ở đây là làm sao phải góp phần thông qua những hoạt động của mình để giới thiệu để cho du khách nói chung và đặc biệt là những bạn trẻ, những bạn học sinh, sinh viên đến đây học tập tham quan hiểu được những cái giá trị của văn hóa và lịch sử và đặc biệt là những giá trị của đạo học Việt Nam. Và xuất phát từ một cái thực tiễn như vậy thì chúng tôi đã quyết định là cùng với Gapsto cho ra mắt một cái dự án phi lợi nhuận có tên là dự án Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám từ tháng 9 năm 2021. Ngay khi ra mắt, dự án đã giới thiệu đến công chúng qua cả hai phương thức là không gian ảo và không gian thực tế. Đặc biệt với không gian ảo đang được đầu tư hết sức công phu và thu được những kết quả tích cực. Hiện tại chúng tôi đang vận hành hai cái trang mạng chính, đó là trang Facebook, trang fanpage Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám và trang Instagram Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám. Tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp cận với cả nền tảng TikTok để có thể chạm đến được nhiều đối tượng trẻ hơn. Ở trên fanpage hiện tại thì có khoảng 5.000 lượt theo dõi và cộng với cả gần 2.000 lượt theo dõi trên Instagram. Nhưng mà đó là những độc giả mà thường xuyên đọc các bài viết và phản hồi về các bài viết của chúng tôi. Là một người yêu lịch sử, những khi rảnh rỗi, chị Trâm lại đưa con trai đến tham quan Văn miếu Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, trong thời gian dịch bệnh phức tạp, chị đã không thể triển khai hoạt động này. Khi đang loay hoay với việc làm sao để con có thể tiếp cận lịch sử, văn hóa một cách trực quan và dễ hiểu nhất, thì chị đã tìm được fanpage của Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám. Thật là may mà tôi đã vô tình tìm được cái Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám, một cái fanpage rất là thú vị ở trên Facebook. Và thực sự đó như là một cánh cửa để mở ra rất là nhiều những cái thông tin thú vị cho các con. Và thông qua đấy thì các con cũng có tìm cơ hội để tìm hiểu về văn hóa, về Không gian Quốc Tử Giám. Ngoài ra thì cũng là những cái thông tin liên quan đến lịch sử như là về Hán Nôm, về những cái họa tiết trong cái văn hóa dân gian ngày xưa. Thì thực sự tôi hy vọng là cái fanpage này sẽ là một cái nơi mà các con có thể làm giao lưu văn hóa để tìm hiểu thêm về lịch sử của nước mình, để thêm yêu cái nguồn cội của mình và từ đó thì phát triển hơn nữa. Từ những chuyến tham quan thực tế cộng với những câu chuyện được tiếp cận qua fanpage, Hoàng Minh đã hiểu hơn về lịch sử, từ đó truyền tải đam mê tìm hiểu văn hóa truyền thống đến bạn bè cùng trang lứa với mình. Con đã xem trên fanpage Không gian Quốc Tử Giám mà con rất ngưỡng mộ về truyền thống hiếu học của ông cha ta, và mỗi khi có những bài hùng biện thuyết trình tiếng Anh thì con sẽ luôn có thể là chia sẻ với các bạn khác về Văn miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng Anh ạ. Với đội ngũ gần 20 bạn trẻ trực tiếp xây dựng dự án dưới sự định hướng của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, trong thời gian tới, Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động bổ ích. Tới đây thì chúng tôi sẽ bắt đầu có những cái khóa học về lịch sử cho thiếu nhi, có những cái lớp học ký họa văn miếu, tức là học vẽ để có thể tìm hiểu hơn, nhiều hơn về những cái cấu trúc, kiến trúc, lịch sử tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Chúng ta đã lan tỏa được đến một đối tượng rộng rãi rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chiều sâu để làm sao để những cái sự giới thiệu lịch sử này nó không chỉ là một cái tảng băng trên bề mặt nước, mà nó sẽ ăn sâu dần vào trong tiềm thức, trong tâm thức của mỗi một người Việt. Và đó là cái mà chúng tôi muốn hướng đến. Dù mới triển khai chưa đầy một năm, nhưng dự án đã thu về những kết quả tích cực. Những buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, những bạn trẻ đến với văn miếu và tự tin kể về văn hóa truyền thống hơn là chỉ đến tham quan đơn thuần. Đó chính là tín hiệu tích cực cho thấy dự án đang đi đúng hướng. Nhìn vào những kết quả đó, chúng ta có thể lạc quan, tin tưởng vào sự thành công trong tương lai xa hơn của dự án nói riêng
từ đó góp phần tạo lập nên một cách tiếp cận lịch sử, văn hóa truyền thống hiệu quả cho giới trẻ. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.